Đồng hành cùng hiểu rõ trong 5 phút. Ô cắm 10i cần 10 thiết bị, sale choáng váng lên đến 50%, giảm thêm 20% dành riêng cho viewer của hiểu rõ trong 5 phút. Nhận voucher dưới comment ngay. Sopoka thật đáng đồng tiền. Xin chào và chào mừng mọi người tới video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ thứ 5 ngày 24 tháng 8. Hôm nay chúng ta có rất nhiều tin tức nổi cộm, vậy nên hãy bắt đầu ngay nào. Đầu tiên, hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2023 là kỷ niệm ngày quốc khánh Ukraine. Như chúng ta đã bàn trong các video trước, đây là một ngày cực kỳ quan trọng và phía Ukraine sẽ cố gắng đẩy mạnh hoạt động để đạt được một thành tựu gì đó. Họ cần phải có được những thành công, những tiến triển và cho người dân thấy, người dân nhìn được những nỗ lực này. Tuy nhiên, trong những ngày qua, những tháng vừa qua, sau nhiều nỗ lực thực hiện các chiến dịch phản công, phía quân đội Ukraine dường như không đạt được bước tiến triển nào như mong muốn. Thậm chí ở Robotyne, hôm qua, quân đội Nga còn phản công và tay chiếm lại nhiều phần phía bắc khu định cư này. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã thực sự dồn lực tấn công trước ngày quốc khánh và những tin tức chúng ta nhận được ở Robotyne là Ukraine đã kiểm soát được khu định cư này. Đó là nguồn tin bên phía Ukraine, còn các nguồn tin Nga thì chưa xác nhận điều này. Như vậy, chúng ta thấy rằng bất cứ khi nào phát sinh vấn đề, khó khăn, thất bại đối với Ukraine, ngay sau đó chúng ta sẽ nhận được những tin tức cập nhật mới về những thành công vang dội hơn, vụ nổ lớn hơn, chiến dịch tấn công mạnh mẽ hơn. Lý do là vì khi Ukraine thất bại trên chiến trường, truyền thông của họ sẽ cố gắng hướng dư luận đi chỗ khác và những điểm nóng hơn, thành công hơn trên chiến trường. Trước khi chúng ta tiếp tục với thông tin nóng về tình hình chiến sự Robotyne, chúng ta sẽ đến với một bài báo viết rằng phía Ukraine đang lập kế hoạch xây dựng một nghĩa trang mới cho hơn 600.000 binh sĩ. Hơn thế nữa, trong một buổi phỏng vấn ngày hôm nay, Tổng thống Zelensky đã được quân đội đề nghị đẩy nhanh tiến trình điều động quân đội, cụ thể là điều động thêm 200.000 binh sĩ. Điều đó có nghĩa là gì? Khi Ukraine nói về kế hoạch điều động thêm 200.000 binh sĩ, ta có thể hiểu con số 200.000 có nghĩa là lớn hơn 200.000, đó là 400.000 hay 600.000. Nhưng dù là bao nhiêu, thì đây là một cuộc điều động, tuyển binh lớn, nhưng phía Ukraine không công bố con số thực sự vì họ không muốn người dân hoảng sợ và chạy trốn khỏi đất nước của chính mình. Đó là thông tin tiêu cực đầu tiên về phía Ukraine, về cuộc điều động, về nghĩa trang quân đội. Phía Ukraine hiện cũng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trên tiền tuyến. Họ không hề chiếm được Robotyne như truyền thông công bố, bị đả bại hoàn toàn tại chiến trường Klitschivka với nhiều tổn thất lớn. Hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2023, ngày quốc khánh Ukraine, quân đội Ukraine phương án duy nhất là tấn công, khủng bố vào lãnh thổ Nga hay một khu vực nào đó để tiếp tục điều hướng dư luận ra khỏi những mặt tiêu cực trên chiến trường trước một ngày cực kỳ quan trọng này. Trở lại với những diễn biến trên chiến trường, đầu tiên là Biển Đen với nhiều thông tin đáng chú ý được cập nhật trong những ngày vừa qua. Trong nhiều ngày vừa qua, ta tiếp tục thấy được những hoạt động liên tục của chiến đấu cơ Mỹ tại vùng trời Biển Đen. Chiếc máy bay di chuyển qua lại, cố gắng thu thập được nhiều thông tin nhất có thể cho Ukraine về những diễn biến tại phía nam Kherson, phía tây Crimea. Cụ thể là cung cấp thông tin cho lực lượng đặc biệt của Ukraine. Phía Ukraine đã triển khai chiến dịch tấn công, tiến đến chiếm đóng trạm khoan dầu trên Biển Đen. Để đánh chặn mũi tiến công của Ukraine, phía Nga đã gửi chiến đấu cơ Su-30 đến khu vực này, ép cho lực lượng Ukraine phải lùi bước. Theo cập nhật từ phía Nga, một chiếc tàu chiến đã bị phá hủy sau nỗ lực phản kháng bất thành. Như trên video, phía Ukraine đã ngay lập tức rút quân sau động thái này của Nga. Nhưng hôm nay, chúng ta nhận được một video từ phía quân đội Ukraine cho thấy hình ảnh những chiến hạm Ukraine vẫn đang luẩn quẩn quanh giàn khoan của Nga tại khu vực này, di chuyển vòng quanh để tránh những đòn tấn công của chiến đấu cơ Nga và tấn công ngược lại chiếc Su-30 như chúng ta thấy trên video này. Thêm một video nữa được ghi lại từ chiếc tàu chiến, cố gắng triển khai hỏa lực để bắn hạ chiến đấu cơ. Nhận thấy lực lượng hạm đội Ukraine khu vực này là không hề đòi, chiếc Su-30 đã rời khỏi vị trí. Về cơ bản, họ vẫn chưa đẩy được lực lượng Ukraine khỏi khu vực này. Thêm một video cho thấy kết quả sau nhiều nỗ lực tấn công của Ukraine đã thành công triệt hạ hệ thống phòng không S-400 theo phía Ukraine. Còn Nga nói đó là S-300. Nhiều nguồn tin cho rằng Ukraine đã tiến sâu nhất có thể vào gần bờ bán đảo Crimea, từ vị trí này triển khai hỏa lực vào vị trí lực lượng phòng không Nga. Thông tin này cũng tương đồng với nhiều nguồn Nga đưa tin. Lực lượng Ukraine tiến đến bờ Crimea, bắn vào vị trí lực lượng Nga với loạt tên lửa được Anh cung cấp. Tuy không tổn thất quá lớn, nhưng việc Ukraine liên tục triển khai hỏa lực đánh phá khu vực cũng đang là một vấn đề tồn động của Nga tại khu vực này. Có thể là phía Ukraine đang triển khai kế hoạch nào đó khi chĩa hỏa lực của mình vào các khu vực phía nam Kherson tại bán đảo Crimea. Mình nhắc các bạn nhớ rằng, từ đầu tháng 8, chúng ta đã thấy đến 4 cập nhật quan trọng từ phía Ukraine tại khu vực này. Như trên video, là hình ảnh lực lượng Ukraine phát hiện ra hệ thống phòng không S-300 của Nga sau đòn tấn công từ tên lửa Storm Shadow, HIMARS. Phía Ukraine đã thành công triệt hạ khí tài này. Đây là video được quay lại từ phía nam Kherson với tên lửa HIMARS.
quân đội Ukraine triển khai hỏa lực vào lực lượng bộ binh Nga trên hòn đảo này. Tiếp tục với một video Ukraine bắn vào vị trí tập quân của Nga. Với những động thái hiện tại, có thể thấy Ukraine đang nỗ lực dọn dẹp khu vực, tiến tới kiểm soát 100% khu vực rộng lớn này. Dựa vào định vị các sự kiện trên bản đồ, chúng ta không thể nói rằng lực lượng Ukraine không có khả năng làm được việc này. Giao tranh vẫn đang tiếp tục nổ ra ác liệt tại Biển Đen. Về phía Nga, họ đang nỗ lực tấn công vào các cảng biển của Ukraine tại Reni, Izmail, Odessa để hủy đi những hạ tầng quân sự tại các khu vực này. Về phía Ukraine, chúng ta thấy liên tục những đòn tấn công của tên lửa vào Crimea, phía nam Kherson. Cuộc giao tranh tại Biển Đen vẫn đang tiếp diễn. Giải pháp duy nhất để Nga kết thúc giao tranh tại khu vực này là bằng một cách nào đó triển khai chiến dịch tấn công vào đất liền và chiếm đóng hoàn toàn khu vực rộng lớn này. Mình tin rằng nếu không chiếm được vùng này, Nga sẽ tiếp tục phải đối đầu với những đòn tấn công của Ukraine trong khu vực này. Như chúng ta đã biết thì cái giá Nga phải trả nếu muốn chiếm thành công khu vực này với đông đảo quân lực Ukraine tại vị trí này. Quay trở lại một chút với việc điều động, tuyển quân của Ukraine. Chúng ta đã bàn lúc trước, hiện tại Nga đã có một lực lượng không nhỏ quân tiếp viện để tiếp tục chiến sự, nhưng từng đó là không đủ để duy trì sau đợt tuyển quân lớn này từ phía Ukraine. Việc Ukraine điều động hơn 200 hay 400 nghìn binh sĩ, ngược lại sẽ khiến Nga cũng phải hành động sớm. Điều động thêm quân đội lên tiền tuyến, lực lượng Nga hiện tại chắc chắn là không đủ để đối đầu với làn sóng này. Di chuyển đến với tiền tuyến Kherson, theo một số nguồn tin của Nga, sau nhiều loạt nã pháo, không phải là pháo mà là nhiều loạt tấn công bằng UAV, phía Ukraine đã tổn thất 20 binh sĩ, 3 xe vũ trang, 1 hệ thống pháo phòng thủ. Đây là video UAV Nga phát hiện và triệt hạ một pháo howitzer của Ukraine. Tiếp tục với Robotyne, theo những cập nhật mới nhất ta có được, sau nhiều nỗ lực tổ chức, triển khai chiến dịch tấn công, phía Ukraine đã thành công chiếm quyền kiểm soát một số công trình quan trọng phía nam Robotyne. Theo như video, đây có thể là đại sảnh của thị trấn hay một ngôi trường, cơ sở của chính quyền địa phương hay công trình gì đó khác. Dù nó là gì thì quan trọng nhất là sự xuất hiện của lá cờ Ukraine tại công trình này. Sự xuất hiện của lá cờ có ý nghĩa là khu vực này đang thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Lực lượng Ukraine chiếm quyền kiểm soát đến công trình này ngay trước thềm ngày Quốc Khánh. Như vậy là thêm một tiến triển mới, một thành công mới để ông Zelensky công bố cho người dân của mình. Ông nói với họ rằng, chúng ta đang chạm một tay đến chiến thắng. Với một cuộc điều động quân đội này, chúng ta sẽ kết thúc hoàn toàn cuộc chiến. Mục đích chính là gây dựng niềm tin cho người dân Ukraine để cố gắng giúp họ nuốt trôi thông tin về đợt điều động quân mới này. Trở lại với thực tế chiến trường, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao quân đội Nga lại bị ép lui? Vấn đề sẽ được giải đáp bởi nhiều video đăng tải từ khu vực đầu cầu này. Về cơ bản, quân đội Ukraine đã triển khai hai chiến dịch tấn công. Mũi tấn công đầu tiên là dọc con đường về phía nam Robotyne với nhiều xe vũ trang. Mũi tấn công thứ hai đánh vào từ khu vực phía đông cứ điểm tại đây. Với nhiều lữ đoàn được triển khai, sức mạnh áp đảo từ lực lượng bộ binh, khí tài, lực lượng Ukraine đã ép Nga phải lui khỏi khu vực này. Ngược lại, từ phía Nga cũng đã đăng tải nhiều video, hình ảnh xác nhận Nga thành công tiêu diệt nhiều khí tài của Ukraine tại đây. Hơn thế nữa, Nga cũng đã xác nhận việc họ tập hợp quân đội và triển khai chiến dịch phản công tại khu vực này và thành công đánh cho quân Ukraine lui về phía Bắc. Rất có thể những thông tin này từ phía Nga là có thật. Tuy nhiên, phía Ukraine cũng có một đợt tiến công sâu về phía đông Robotyne. Trong đợt tiến công này, phía Ukraine chủ yếu sử dụng bộ binh, không có xe tăng, xe vũ trang, chỉ đơn giản là lực lượng bộ binh di chuyển dọc cánh rừng. Với mục đích của mũi tiến công này là tới chiếm những con rạch, pháo đài được xây dựng, củng cố phòng thủ tại vị trí nằm giữa Robotyne và Novoprokopivka. Trên đây là hình ảnh của khu vực Ukraine tiến tới chiếm quyền kiểm soát. Nếu lực lượng Ukraine thực sự tiến tới chiếm đóng thành công, nó sẽ đặt sự nguy hiểm rất lớn lên lực lượng Nga đánh lên phía bắc Robotyne. Tuy nhiên, Nga đã phát hiện ra đà di chuyển này. Hệ quả là phía Ukraine phải hứng chịu liên tục những đòn tấn công từ phía Nga, rải rác xuyên suốt con đường tiến lên của Ukraine. Rất nhiều đòn tấn công UAV được ghi nhận. Lực lượng Ukraine nhận tổn thất nặng nề sau những đòn tấn công từ quân đội Nga. Ước tính hơn 100-200 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương trong các đòn tấn công này. Tuy nhiên, điều đó vẫn không cản được bước tiến công của Ukraine. Từ từ, chậm rãi với chỉ bộ binh. Sau đó, chúng ta nhận được thông tin về việc Ukraine triển khai hỏa lực, ném bom, nã pháo vào cánh rừng nằm giữa Robotyne và Novoprokopivka. Hỏa lực được triển khai nhằm làm suy yếu và hỗn loạn đội hình của Nga trước khi tấn công hỏa lực vào khu vực này. Có thể thấy Ukraine đang nã rất nhiều đợt pháo, đạn pháo, mọi loại vũ khí mà họ có. Về cơ bản, phía Ukraine đã di chuyển tới vị trí này và triển khai hỏa lực vào cứ điểm trên màn hình, áp lực vào khu vực, ép cho lực lượng tại đây phải lùi lại, sau đó tiến tới chiếm quyền kiểm soát tại khu vực này. Rất có thể, đó là lý do cho động thái rút quân của Nga. Họ nhận thấy rằng khả năng mình bị bao vây bởi lực lượng Ukraine. Nga đã quyết định rút quân hoàn toàn khỏi Robotyne. Mình không nói rằng Nga đã từ bỏ ý định quay trở lại chiếm quyền kiểm soát cứ điểm này.
Có thể họ sẽ cố gắng triển khai chiến dịch tấn công, phản công vào ban đêm vì mai là ngày quốc khánh của Ukraine. Nga có thể cố gắng tiến lên, chiếm lại cứ điểm này. Nhưng về phương ngược lại, chúng ta đều hiểu rằng sau video chiếu hình ảnh lá cờ trên nóc công trình lúc nãy, chắc chắn họ sẽ tiếp tục gửi thêm tiếp viện, hỏa lực tới khu vực này. Khả năng cao Nga sẽ không thể chiếm lại quyền kiểm soát vị trí này. Mình không nói là họ không có khả năng. Đúng, họ có thể. Nhưng vấn đề là cái giá phải trả cho nỗ lực đó là gì? Nó thực sự là không đáng cho sự tổn thất đó. Có thể nước đi thông minh trong trường hợp này là lùi lại một bước, củng cố lực lượng và sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo trong đợt điều động tuyển quân gần đây của Ukraine. Nga thông báo sau nhiều cuộc đụng độ nảy lửa tại quảng trường Bradley, Ukraine mất 180 binh lính, 4 xe vũ trang, 6 hệ thống pháo phòng thủ. Phía Nga thành công phản lại 4 cuộc tấn công. Nhưng có thể thấy nhiều đó là không đủ để tiếp tục trấn thủ tại đây. Tiếp đến với đầu cầu chiến lược Kremivka, cả hai phía đã bắt đầu khởi động lại hoạt động của mình tại khu vực này. Như chúng ta đã nói trong các video trước, Ukraine sau khi chiếm được Urosene đã tiếp tục chiến dịch tấn công của mình dọc con đường, nhưng đã hoàn toàn bị đả bại và bị ép phải lui quân. Sau khi đẩy lùi đà tiến công này, Nga đã hoàn toàn chiếm được quyền kiểm soát một khu vực rộng lớn. Hôm qua, 23 tháng 8, diện tích Nga đã chiếm thành công biểu thị như trên màn hình, khu vực nằm giữa Urosene, Zavidne Bazhania, Novodonetsk, Kemenchik. Sau khi quân đội Ukraine bị đẩy lùi về phía Makarivka, Nga đã thành công chiếm quyền kiểm soát cánh rừng khu vực này. Đây là video Ukraine phát hiện và phá hủy kho đạn dược của Nga bằng hệ thống pháo phòng thủ. Thêm một video cho thấy hình ảnh xe tăng Ukraine nã pháo vào vị trí quân đội Nga trong cánh rừng. Với những video này, chúng ta có thể định vị và xác nhận được khu vực chiếm đóng của Nga tại đây. Theo nguồn tin của Nga, sau nhiều cuộc giao tranh nổ ra, nhiều đợt tấn công với pháo, bom, phía Ukraine tổn thất thêm 145 binh sĩ, 4 xe vũ trang bao gồm 1 xe tăng, 1 hệ thống pháo phòng thủ. Hơn thế nữa, chúng ta có một video từ phía Nga đăng tải hình ảnh chiến đấu cơ Ka-52 phóng tên lửa phá hủy xe tăng, xe vũ trang Ukraine. Đâu đó tại khu vực lân cận Urosene, có thể thấy video ghi nhận thêm một vài xe vũ trang bị phá hủy. Tiếp tục di chuyển đến phía nam Donetsk, chúng ta nhận được rất nhiều cập nhật mới đáng chú ý từ khu vực đầu cầu này. Cụ thể là đa số các cập nhật đến từ Krasnohorivka, một cập nhật mới tại Novomikhailivka. Nga tiếp tục chiến dịch tấn công của mình từ cả phía bắc và phía nam. Hiện tại họ đang cố gắng dọn dẹp áp lực vào lực lượng Ukraine bằng UAV. Trên video là hình ảnh Nga phát hiện và phá hủy hệ thống pháo phòng thủ của Ukraine bằng UAV. Khói, lửa bốc lên nghi ngút tại khu vực này. Lên tới Krasnohorivka, có rất nhiều video xác nhận việc Nga đang liên tục gây áp lực vào đội hình Ukraine tại Krasnohorivka với lực lượng phòng không, tên lửa dẫn đường, pháo phòng thủ. Tuy nhiên, vẫn còn lực lượng lớn của đội Nga đang đóng quân tại khu vực này. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi Nga có thể chính thức mở chiến dịch tấn công vào, tiến tới chiếm quyền kiểm soát khu vực này. Khu vực này đang là cứ điểm của lữ đoàn số 79. Có thể thấy trên video, sau đòn tấn công, Nga đã đánh vào vị trí của lữ đoàn hoặc đã thành công phá hủy một kho đạn dược nào đó. Hơn thế nữa, Nga cũng triển khai hỏa lực vào vị trí lực lượng Ukraine ở phía tây mỏ than. Hỏa lực liên tục triển khai vào khu vực này trong nhiều ngày vừa qua, có thể là để chuẩn bị cho cuộc đổ bộ lớn vào đó trong tương lai gần. Có thể đây là nước đi của Nga để chiếm quyền kiểm soát tại mỏ than trước khi tiến lên Krasnohorivka. Tuy nhiên, tình hình cũng không thể khẳng định là quá khả quan cho quân đội Nga. Họ cũng đang gặp phải nhiều khó khăn nhất định tại mỏ than ở vị trí này. Vị trí như video này đăng tải, hình ảnh Nga cố gắng hỗ trợ lực lượng của họ tại mỏ than. Họ không thể sử dụng bộ binh hay xe vũ trang vì có hàng trăm UAV Ukraine đang kiểm soát khu vực này. Nếu những chiếc UAV này phát hiện ra bất cứ động thái di chuyển nào, nó sẽ ngay lập tức triển khai hỏa lực với nhiều loạt pháo, đạn pháo. Cách duy nhất để Nga hỗ trợ lực lượng của mình tại đây là sử dụng UAV. Có thể thấy hình ảnh của UAV cố gắng cung cấp thuốc lá, nước, thực phẩm, giấy cho binh sĩ Nga. Mọi thứ cần thiết để cho bộ binh tại đây có thể sinh tồn và trấn thủ tại vị trí này. Một phương pháp khá thú vị đến từ phía Nga. Có thể mang cho những người lính này vài miếng pizza hoặc thứ gì đó tương tự. Phía Nga thông báo, sau nhiều cuộc đụng độ căng thẳng tại Donetsk, Ukraine tổn thất 180 binh sĩ, 6 xe vũ trang, 4 hệ thống pháo phòng thủ. Chúng ta cùng chuyển đến chiến tuyến Klitschivka. Chúng ta hầu như không nhận được thông tin cập nhật mới nào, chỉ có một vài video đăng tải hình ảnh lực lượng Ukraine tấn công vào các hệ thống pháo phòng thủ Nga cố gắng giấu đi tại khu vực Bakhmut bằng UAV. Tiếp tục với đầu cầu Siver, sau nhiều bài đăng không quá nổi bật, giờ đây chúng ta bắt đầu nhận được thông tin khá đáng chú ý tại khu vực này. Có thể thấy phía Ukraine đang tập trung hỏa lực vào nhà máy lọc dầu Lysychan. Đây là khu vực cực kỳ đắc địa để xây dựng nhà kho, nơi chứa đạn dược. Tại đây có rất nhiều công trình dưới mặt đất Nga có thể sử dụng để cất giấu khí tải của mình. Trên video là hình ảnh UAV của Ukraine đang cố gắng tìm kiếm và phá hủy một trong những kho đạn dược này. Về phía Nga, họ
Họ đăng tải một video tấn công vào vị trí của lực lượng Ukraine tại Siver. Họ phát hiện và đánh vào một kho chứa đạn dược của Ukraine. Sau nhiều loạt nã pháo, kho đạn đó đã bị phá hủy. Chuyển đến tiền tuyến Liman, chúng ta hầu như không nhận được cập nhật mới nào từ tiền tuyến này. Phía Nga thông báo rằng sau nhiều cuộc đụng độ diễn ra tại khu vực này, phía Ukraine tổn thất 60 binh sĩ. Tuy nhiên, như mọi người thấy thì không có sự thay đổi lớn nào về lãnh thổ. Tình hình tại đây dường như đang bị tê liệt. Phía Nga đã cố gắng tiến lên, nhưng dường như khu vực này là quá rộng lớn. Họ chỉ có thể tiến thêm được vài mét và chiến dịch lại tiếp tục bị trì hoãn. Việc duy nhất Nga có thể làm là ném bom, nã pháo, bắn tên lửa vào cánh rừng để phá hủy, đốt cháy khu rừng và tạm thời đẩy lùi lực lượng Ukraine ra xa. Điều tương tự cũng đang diễn ra tại Kupian. Chúng ta không nhận được bất kỳ cập nhật mới nào từ khu vực này, cụ thể là tại Sinkivka, nên mình đã để khu vực này thành vùng xám. Tại phía bắc Sinkivka, chúng ta có một vài video để xác định vị trí của hai phía. Có thể thấy cứ điểm tại đây là vùng xám, hoặc cũng có thể là thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Ví dụ trong video này là hình ảnh Nga tấn công, phá hủy hệ thống pháo phòng thủ, xe vũ trang của Ukraine tại cánh rừng phía bắc Sinkivka. Nga tấn công vào đây với bom, UAV, bộ binh. Tuy không chắc chắn lắm, nhưng có thể khẳng định rằng khu vực này thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Phía Nga thông báo sau nhiều cuộc đụng độ tại khu vực này, quân đội Ukraine đã tổn thất 170 binh sĩ, 9 xe vũ trang, 2 hệ thống pháo phòng thủ. Ngoài các diễn biến trên chiến trường, chúng ta còn có một thông tin đáng chú ý nữa là vụ rơi máy bay của ông trùm Wagner Prigozhin. Và mình đã có một video riêng về vụ việc này. Mời các bạn quan tâm đón xem. Đó là tất cả các thông tin cho video cập nhật chiến sự hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Tạm biệt!